Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Phạm Minh Tuấn, anh em Nguyễn Dương, anh em Phạm Đức Thiện, anh em Minh Quang, anh em Nguyễn Việt Hoàng, anh em Vũ Luận, anh em Phạm Dương và đặc biệt là anh em Trần Ngọc Nam. Ngày hôm qua anh em có gửi cái món quà Lulet cho tôi. Cảm ơn anh em Trần Ngọc Nam rất là nhiều. Ngày hôm qua thì có rất nhiều anh em là hóng cái clip của tôi trong cái ngày cuối tuần, ngày Chủ Nhật. Nhưng mà ngày hôm qua anh em cũng nghe giọng tôi, các anh em cũng biết đúng không? Đấy, tôi đang lại bị ốm rồi. Thế nên là ngày hôm qua tôi cũng không ra clip được. Tôi nghĩ là một tuần thì chúng ta nên có một cái ngày nghỉ anh em ạ. Đấy, ngày nghỉ cho tôi cái ngày Chủ Nhật để tôi nghỉ. Thứ nhất là để tôi có thể nghỉ ngơi sau một cái tuần mà tôi ra clip liên tục. Cái thứ hai là tôi có một cái thời gian chuẩn bị để tôi làm content mới anh em nhé. Thường là ngày Chủ Nhật hoặc là cái ngày thứ bảy tôi sẽ dành thời gian để sản xuất video cho cả tuần luôn. Chỉ có ngày thứ bảy với cả Chủ Nhật là tôi có rảnh rỗi để tôi có thể chơi được thôi. Chứ còn bình thường hàng ngày tôi bận lắm, tôi cũng không có nhiều thời gian để tôi chơi game anh em ạ. Đấy. Và tôi cũng xin gửi cái lời nhắn gửi tới các anh em đã và đang đăng ký hội viên ở trên kênh. Đấy là các anh em có một cái món quà đặc biệt. Đấy chính là vào mỗi cái dịp mà anh em đạt những cái mốc như là 15 hội viên, hoặc là 25 hội viên, hoặc là 35 hội viên. Đấy, hoặc là những cái ngày sinh nhật của anh em thì thường kênh nó sẽ có tổ chức một cái ngày đặc biệt đấy để dành cho anh em. Ví dụ như là đạt các cái mốc kỷ niệm 15, 25, 35 thì sẽ có một cái video tri ân cảm ơn anh em. Còn những cái ngày sinh nhật của các anh em thì tôi sẽ ra một cái video như một cái món quà chúc mừng sinh nhật. Đó là cái đặc quyền của các anh em hội viên. Thì các anh em hãy mạnh dạn anh em để lại dưới phần tin nhắn nha anh em nhé. Bởi vì dạo gần đây tôi thấy có rất nhiều anh em đạt 15 hội viên nhưng mà anh em cũng không thấy yêu cầu gì. Đấy. Và nhiều anh em thì tôi cũng nhắc rồi nhưng mà cũng chưa thấy có để lại dưới phần comment. Không biết là anh em có nhận được cái lời nhắn của tôi không. Đợt này thì cũng có rất nhiều người xem kênh của tôi. Đấy. Anh em cũng có thể thấy là cái video clip mới nhất của tôi. Tôi cũng chưa có ra đăng thêm cái video nào mà nó đã được 4k view rồi đấy anh em ạ. Đấy, thì đây là tôi mới nói là cái kênh của tôi ấy, bây giờ nó đang comeback trở lại rất là mạnh mẽ. Rất nhiều người xem kênh của tôi. Sau một năm nó bị mất đề xuất thì hiện tại nó đang comeback trở lại rồi anh em ạ. Đó là cái điều tuyệt vời nhất đối với tôi, cũng như là đối với các anh em yêu quý kênh. Đấy, khi mà kênh được đề xuất trở lại thì tôi vui hơn, tôi có hứng thú để tôi ra clip hàng ngày hơn. Chăm chỉ hơn trong cái việc ra clip. Anh em thấy là đợt này tôi ra clip liên tục. Đấy, chỉ có ngày hôm qua là bị ốm tôi nghỉ thôi anh em nhá. Nên là anh em yên tâm là đợt này nhiều người xem thì tôi rất có hứng thú để có thể ra video clip. Đấy. Và cái ngày hôm nay thì nó là một cái clip khá là đặc biệt. Hôm nay tôi dành cái clip này để gửi thay cái lời cảm ơn dành cho anh em Nguyễn Bá Hưng. Anh em Nguyễn Bá Hưng là một trong những cái anh em mà đã gắn bó với kênh rất lâu rồi. Có lẽ là cũng phải 4-5 năm. Đấy, và anh em vừa có đạt được cái mức huy hiệu 35 hội viên ở trên kênh. Nên là cái video clip ngày hôm nay tôi xin dành ra để gửi lời cảm ơn tới anh em Nguyễn Bá Hưng. Xin được cảm ơn anh em Nguyễn Bá Hưng rất là nhiều vì những cái đóng góp ủng hộ anh em cho kênh. Đấy, và trong cái clip tri ân đặc biệt anh em Nguyễn Bá Hưng thì anh em Nguyễn Bá Hưng có mong muốn là tôi sẽ tái hiện lại cái lineup 9 Warrior kết hợp với con ốc. Đấy. Thì đây là một cái lineup mà tôi rất có hứng thú để tôi thực hiện. Đấy là tôi ok luôn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với cái bộ 9 Warrior fake kết hợp với ốc nha anh em nhá. Đấy. Đầu game mà tôi đã để sẵn cái con ốc, tôi mua sẵn để ở dưới đây rồi. Đấy, và hiện tại là tôi đã có con Doom. Ok. Chúng ta có Doom sớm thì chúng ta có thể kết hợp những cái bộ fake sớm. Tuy nhiên ở trong cái bộ ốc kết hợp với Warrior ấy, thì bắt buộc nó phải ra con Grim mới chơi được. Đấy. Kết hợp con ốc với bất cứ một cái bộ fake nào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải ra con Grim anh em nhé. Chứ chúng ta không thể kích hoạt bằng con cá Wizard ở đâu, bởi vì nó sẽ trùng cái bộ 6 cá. Đấy. Thế nên là trận này chúng ta sẽ phải đánh cẩn thận để có thể giữ máu. Bởi vì cái giai đoạn mà không ra được con Grim thì nó sẽ mất rất nhiều máu. Mà cái bộ fake ấy là cái con Grim ấy nó quan trọng lắm. Khi mà anh em xác định chơi fake mà nó không ra Grim thì chắc chắn là toang.
Đấy. Đầu game là phải cố gắng giữ thật nhiều máu để cái giai đoạn giữa ấy, chúng ta trước khi ra con Grim chúng ta sẽ có một cái lượng máu lớn. Sau đó chúng ta bị mất máu dần dần là vừa. Đến khi ra Grim vẫn còn một ít máu để có thể sống sót được đến hết game nha anh em nhá. Chỗ này ra nhiều human nhỉ. Khá nhiều human đấy. Ui lại ra human này. Nhưng mà chuyện này không không không, nếu mà form về human ấy nó phải đẩy cấp sớm. Mà cái bộ này ấy chúng ta phải hyperdrone anh em ạ. Nên là có lẽ là chúng ta không lên tham mấy con human. Phải roll rất nhiều. Chúng ta cần những cái công nghệ mech để roll hơn, rất nhiều human ra nhá. Tôi chắc là cũng phải đến 5 con human rồi đấy. 5 con human khác loại rồi. Tao này lại ra cái con Axe này. Là một cái con Warrior mà tôi lại cần Warrior. Cần Warrior. Bây giờ có bán mấy cái con bớt mấy con Goblin không nhỉ? Thực ra là mấy con này đang có rất nhiều cặp ở đây. Đen cái là không lên được 2 sao. Mấy con Goblin bây giờ mà chỉ cần nổ 2 sao thôi thì là ấm luôn. Mà nó chưa lên được 2 sao. Tao này thua không nhỉ? Chắc là không, Doom còn sống rồi không thua đâu. Ok, tí thua. À, quá ngon. Ok. Zipper lên được 2 sao rồi. Được đấy. Bỏ human vào đi, kiếm sách đi. Cái bọn human này chắc là đủ tiền up lên 7 rồi thì cũng giải tán thôi. Chứ còn không up lên 8 sớm. Để cái tiền đấy để roll con ốc 3 đã. Nhưng mà con ốc này có vẻ như là nó ra một con sớm nhưng mà nó lại không ra nữa anh em ạ. À nó này nó quái. Nó quái để này đi. Nó quái để như này kiếm cả công nghệ mech tinh hoa luôn. Vừa có sách vừa có tinh hoa mech. À, công nghệ mech chưa phải tinh hoa mech nhầm. Tinh hoa là cái cục màu vàng cơ. Con Zipper này nó lên được 2 sao là tương đối khỏe rồi. Đội hình của chúng ta tôi nghĩ là có thể giữ được chuỗi đấy. Hôm nay tôi bị ốm nên là có thể tôi giọng của tôi nó hơi bị yếu anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Mũi thì đang ngạt. À rồi đây con ốc rồi này. Được quá. Bây giờ mà lên 2 sao thì cũng ngon. Đồ lấy đồ tăng cơ đó. Chúng ta xác định đánh Warrior lấy đồ tăng cơ thôi anh em ạ. Ok. Hơi khó nghĩ nhỉ. Round này không đủ tiền up cấp phải bán đi rồi. Thiếu tiền anh em ạ. Ok. Tôi nghĩ là như này là ổn đấy. Có thể giữ được cái sách và cái công nghệ mech trong mỗi round là chúng ta có thể giữ được rồi. Tham tí. Khỏe rồi anh em ạ. Không cần phải cho Doom rồi đâu. Cũng ra bài luôn nhỉ. Cái này tôi bị phân vân ý, không biết là lên bỏ công nghệ mech đi không. Mãi không lên được 2 sao. Bây giờ là bắt đầu là phải mua war dần rồi anh em ạ. Không đến lúc mà nó ra được con Grim ý, lại không form được cái bộ 9 war. Cái con Tinker mãi không lên được 2. Chứ mà lên được 2 thì đã ấm rồi. Rao này chắc vẫn ăn được rồi. Gặp ngay thằng Eco.
khá là yếu. Đen nhỉ. Có khi là tôi lên 8 sớm anh em ạ. Rune này đen quá. Con ốc không ra được như này thì khả năng là chúng ta sẽ phải cho ốc vào sau rồi. Ốc không lên được 2 sao. Ốc bây giờ mà nó phải lên được 2 sao cơ. Mình mới có cái cơ sở mà Hyper Rune. Bây giờ ốc không lên được 2 sao thì thôi. Đánh chủ yếu là focus vào cái con Grim ấy. Chúng ta phải tìm cái con Grim sau form 9 vua. Ở đây con Zipper thì tạm thời Zipper làm co đã. Ốc để sau đi. Nguyên đám sớm. Cố gắng ra con Grim sớm anh em ạ. Form được 9 vua mà ở trước round 21 ấy, thì rất mạnh đấy. Bộ Warrior ở thời điểm hiện tại là nó rất là ok. Nhiều anh em bảo là sau khi ngoi được một thời gian thì nó lại bắt đầu nó lại vào hang. Thì tôi lại không nghĩ là như thế đâu. Thực ra nó chỉ là cân bằng lại bộ Warrior cho nó đỡ bá hơn thôi. Chứ còn rất là ok mà. Tôi thấy là khá là cân bằng đấy. Đợt này nhà phát hành nó cân bằng con game này khá là ok. Rất nhiều lineup chơi được. Goblin là cũng comeback trở lại. Warrior là comeback trở lại rồi. Rất là hay. Berserker này. Thôi bán mấy con này đi. Ok chưa? Con đắt led này cũng ngon nhá. Đắt led à? Bán con gì đi, mua con đắt led này. Đắt led trong bộ 9 Warrior khá là ok đấy. Có thể làm co. Ra con đắt led sớm thì mua thôi anh em. Thua rồi. Rồi to á. Chịu. Mất chuỗi. Mất chuỗi trước round 15. Đen nhỉ. Sao không phải là sau round 16 đi. Mất thế thì chán đời. Tiền thì vẫn chưa có tích được đủ. Vẫn bị thọt. Thế là được có 26 tiền level 7. Mà đang có thằng có chuỗi là 50 tiền rồi kìa. Thực ra cái này nó là cái khó của những cái clip content đấy anh em. Làm content theo yêu cầu ấy thì mình phải ép vào cái bộ đấy. Thế nên là đấy, bài ra tôi có được chơi theo cái bộ. Ví dụ vừa nãy ra Human là tôi sẵn sàng tôi chuyển sang Human tôi chơi rồi. Với một con Zipper 2 sao kẹp với cả 6 Human ở level 7 là quá là ok luôn. Đó, nhưng mà vì làm content nên phải ôm rất nhiều thứ. Những cái con Wizard ở phía dưới này. Sao lại con ốc không lên được 2 sao này. Rồi lại vừa phải ôm Warrior nữa. Chính vì thế nên là cái việc mà thọt tiền nó là đương nhiên. Đấy, còn những cái thằng nó chỉ chơi một bộ thôi. Anh em thấy là cái thằng Yasuo kia nó chỉ mua Warrior thôi. Đó, nó rất là dễ chơi. Nó cầm 50 tiền. Những cái con không phải bộ đấy thì nó cũng không việc gì nó phải mua cả. Đấy, còn tôi thì khác. Nó không ra Warrior thì bắt buộc mình phải đá qua một cái bộ khác thôi. Sau đó mình mới chuyển dần sang. Thì nó tốn nhiều tài nguyên hơn. Nhưng mà nếu mà bài mà ra gì chơi đấy thì rõ ràng là chúng ta sẽ không mất những cái tiền mà ôm linh tinh. Đấy. Ra gì chơi đấy thì mình chỉ có hướng theo là bài ra gì thì mình chơi đấy luôn. Con nào mà không ra thôi, ví dụ ốc không ra thì bán luôn. Hay mấy con Wizard thì không việc gì phải ôm cả. Đó, nhưng mà bởi vì là mình chơi là mình làm theo content nên là nó khó hơn rất nhiều. Làm content là bắt buộc là chúng ta phải lựa chúng ta chơi thôi. Grim nó cũng sẽ không ra. Đấy, và ốc nó cũng sẽ không ra. Thì lúc đấy nó mới khó. Thực sự là khó. Cái trường hợp đấy là cái trường hợp mà hay xảy ra lắm. Nhất là những cái trường hợp mà làm content cho anh em Nguyễn Bá Hưng thì tôi thấy là đa phần là như thế. Anh em Nguyễn Bá Hưng là một trong những cái anh em mà yêu cầu những cái content rất khó ở trên kênh. Đấy, mỗi cái đợt kỷ niệm là anh em yêu cầu phải nói là làm cho tôi nhớ cả đời luôn. Dã man. Đấy, thằng này có ốc 2 này. Vẫn chưa thấy đâu. Lên 8 rồi mà vẫn chưa ra Grim nhỉ. Còn cái con ốc. Úi dồi ôi, nó ra rất sớm luôn ấy.
nó ra từ cái round thứ hai, thế mà đến bây giờ mà nó rồi cuối cùng là nó vẫn chưa ra anh em ạ. Đen thật. Bây giờ đợi cái con Grim ra thôi. Cái con ốc ấy mà nó không ra thì có lẽ tôi để ở ngoài luôn anh em nhá. Bao giờ lên được 2 sao thì cho vào. Đấy mà sau round 21 ấy thì cái con ốc 2 sao nó lại chả có ý nghĩa gì nữa rồi. Tức là nó ra quá muộn rồi. Thì lúc đấy có khi là phải ốc 3 sao mới cho vào ấy. Anh em ạ. Sau round 21 là bình thường là con ốc của nó phải lên 3 sao rồi ấy. Anh em thường là round 26 là con ốc lên 3 đúng không? Tầm 21 đến 26. Nếu mà chuẩn thì là anh em chơi những cái bộ như là Assassin's Fact này. Đấy là con ốc nó sẽ lên 3 sao ở khoảng round 21 đến 26. Thì nó sẽ là như thế. Nhưng mà anh em thấy đấy, ở trong cái trận đấu này thì ông mãi không ra. Ok. Bây giờ có khi là tích tiền tí nhá. Tích chút tiền đi. 50 tiền rồi roll sau vậy. Đấy. Ui gặp ngay nó lại thua. Chịu. Ăn được không? Hai con Doom ăn được không? Thằng này to lắm, này dày lắm anh em ạ. Chả có cửa gì ăn luôn ấy. À được không? Cái quả bật chén thánh vừa rồi là có tí hốp ấy. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Doom vẫn sống. Đúng vẫn sống, đúng vẫn sống, đúng vẫn sống. Ok, ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ôi trời ơi. Cắt chữa luôn, hay quá. Được rồi, được rồi, được rồi. Quả vừa rồi là ổn đấy. Nếu không là nó sẽ bị thọt tiền anh em ạ. Quả cắt chuỗi vừa rồi là chuẩn rồi. Ok. Và nói về tốc độ form thì bây giờ chúng ta chỉ cần ra con Grim là chúng ta sẽ form được cái bộ 9 Warrior luôn. Còn cái thằng 9 Warrior hàng Ryu kia thì nó phải lên 9 cơ. Nhưng mà chắc là 21 thì nó cũng sẽ lên 9 nữa thôi. Thằng đấy nó cũng tiền, nó cũng rủng rỉnh rồi. 21 là chắc chắn là nó có thể lên 9 và nó sẽ đủ 9 Warrior sớm thôi. Chúng ta cũng thế. À chúng ta không thế, chúng ta thì phải đợi con Grim. Nhưng mà ra Grim thì có thể sớm hơn. Đấy, còn nếu mà không ra Grim thì có thể là rất muộn đấy. Chơi cái bộ fake này nó phụ thuộc vào con Grim quá. Nên là thường ấy, nếu mà tôi chơi bình thường nhá, mà tôi đánh fake ấy, là tôi ra con Grim tôi mới chơi. Đấy, tức là nó sẽ là ngược lại. Chúng ta không xác định là chơi fake, và chúng ta ra Grim chúng ta mới xác định là chơi fake. Đấy, chứ còn nếu mà không ra Grim thì thôi, xác định là chơi cái khác. Chứ tự nhiên nó ra con Grim cơ. Thì là ra con Grim rồi, bây giờ pick thêm con Wizard vào. Như thế thì nó dễ hơn. Đấy chứ còn nếu mà ra con Grim sớm thì mới được. Còn không thôi nha anh em nhá, bỏ luôn. Chơi thì chơi hàng riêu luôn, chả có gì phải fake. Ví dụ như là trận này ấy, mà anh em Nguyễn Bá Hưng anh em không có nói rõ nhá, là nó phải là fake kết hợp với cả con ốc, thì là tôi có thể tôi chơi hàng riêu luôn ấy. Xong rồi lên 10 kẹp ốc, chúng ta còn có thêm là gì? Cái bộ Marine nữa. Cái bộ 9 Warrior nó sẽ mạnh hơn. Với một cái con ốc 3 sao mà đánh ở level 10 mà chơi hàng Ryu, nó có thêm cái hiệu ứng kháng phép 30%. Đấy. Nhưng mà thôi, hàng fake thì nó cũng được. Bây giờ cái quan trọng là ra Grim cho tôi. Luôn ở level 8 không ra Grim luôn ạ. Thề ốc cũng không ra luôn, lừa thật. Đây bây giờ mới ra. Nhưng mà muộn rồi. Giờ không cần nữa. Bây giờ là cần gì? Cần Grim thôi. Ốc lứa. Cày thật. Chán đời thật sự anh em ạ. Lấy cái gương chơi ốc anh em nhá. Cái con ốc này, cái món đồ gương ấy nó cũng rất là hợp với con ốc luôn. Những cái bóng của cái con ốc nó cũng có cái khả năng hút tốc đấy anh em ạ. Cái gương thì nó sẽ xài những cái skill bị động khá là ok với những cái con tướng mà xài skill bị động.
Đấy, con ốc này nó là một trong những con mà xài gương rất tốt. Ngoài con ốc ra có thể cho cái đồ này cho con Berserker cũng được. Với các anh em mới chơi ở trên kênh và mới biết đến kênh tôi thì tôi cũng có một cái chia sẻ như này. Sẽ có những cái con tướng mà nó sẽ có những cái món đồ đặc biệt. Nó gọi là đồ trấn phái, đồ trấn của con tướng đấy. Đấy thì anh em hãy chú ý nhá là những cái món đồ mà tôi lấy thì tôi cũng có chia sẻ ở trong clip là cần phải lấy cái món này là món trấn thì anh em hãy chú ý. Anh em lấy cái món đấy thì cái đội hình của anh em, cái con tướng của anh em nó sẽ mạnh hơn nhá anh em nhá. Đấy, nó sẽ mạnh hơn lên đáng kể đấy nếu mà anh em lấy đúng đồ. Ví dụ như con Berserker anh em đến cái round mà anh em lấy được cái món xanh dương thì anh em hãy lấy cái món gương trước. Nếu mà có gương thì nó sẽ là cái gương trước. Hay như chơi Warrior thì anh em lấy cái giáp xương. Rồi rồi luôn rồi. Ừ đều rồi, hay quá. Đủ bộ ấm rồi, ấm rồi, ấm rồi. Đủ bộ là khỏe luôn anh em ạ. Ok 9 Warrior cái đã này. Chắc cái Zipper vẫn sẽ phải là cái con gánh kèo đó. Ốc hay. Ra nhiều vào. Ra gì mà round 22 rồi mới ra 4 con. Đây gặp thằng 9 Wu Hoàng Ryu đây. Đánh được không? Ăn được luôn à. Ngán gì 9 Wu Hoàng Ryu. Hay quá. Thôi mấy cái con này bỏ hết đi anh em nhé. 5 đô cũng không có slot mà cho vào đâu. Bỏ đi. Bây giờ chủ yếu là đôn con ốc rồi. Doom 2. Doom đã lên 2 sao rồi. Trong trường hợp mà không ra con ốc có khi là tôi phải vứt tạm ra ngoài đó anh em ạ. Con ốc đến bây giờ nó 2 sao khá là đuối rồi. Ui thằng này God Goblin này anh em này. God Goblin. Hay à. Căng nhờ. God Goblin thì kinh rồi. Bộ này đang hot meta bây giờ. Chính cái bộ này là cái bộ thay thế bộ Warrior đấy. God Goblin. Mà thằng này chưa ra được con ấy. Chưa ra được con Kalong. Kalong 2 sao mới sợ. God Goblin Kalong bắn cực kỳ cháy máy luôn. Nhất là cái bộ đấy nó còn kẹp với cả Kira nữa. Kira vào trong cá lông đam rất to. Đam đã to rồi còn trừ giáp bắn đau lắm. Khả năng solo thằng God Goblin nó. Thằng Warrior bằng cái gì ăn được cái thằng God Goblin. Chơi cái bộ fake này có con Grim ấy, nó quẹt mực xong rồi con Doom nó Doom toàn bộ đội hình thì đã ăn. Glacier rồng Clay ạ. Thề. Ảo ma Clara vậy. Rồi rôn tiếp nha anh em nhá. Rôn tiếp đi, kiểu con ốc ấy. Thuyền trưởng à. Thuyền trưởng này có khi là. Ok, có khi là thay con thuyền trưởng vào cũng ngon. Thuyền trưởng, à úi dồi. Con này à, thế lên 9 à. Có slot đâu. Lên 9 thôi. Không có slot để nhét vào anh em ạ. Thì phải lên 9 rồi. Thuyền trưởng tí vào chắc là thay cho con Ách. Ách là khả năng khó lên được 3 sao. Chơi kiểu lên up 8 rồi thì khó lắm. Roll ở level 7 mới ra mới lên. Ui thằng này Kalong 2 sao rồi này. Căng ấy nhở. God Goblin lên 10 rồi. Mình vẫn đang đánh ở 8 mà nó lên 10 hết rồi. Cái thằng 9 Warrior kia lên 10 rồi chưa đủ 9 Wu ạ. Thề. Chỉ có dí cấp là giỏi thôi. Đánh kiểu dí cấp lên ấy. Random đi.
không có món đồ nào ngon lắm. Thôi tôi sẽ đổi cái món đồ cam luôn anh em nhé. Tầm này đổi đồ cam thôi. Đây rồi, hay quá. Món này quan trọng đấy. Ok, thôi lên 9 đi anh em ạ. Ốc lừa không lên được 3 sao. Cái slot tiếp theo tôi đang tính là cái con ốc này nó đang cho vào, nó đang hơi bị yếu. Chúng ta cần hồi máu, không không ăn được cái thằng này đâu. Thằng này là God Goblin anh em ạ. Nó ra trưởng liên tục mà không có hồi máu thì chúng ta chỉ có đi thôi. Bắt buộc chúng ta phải có khả năng hồi máu. Một cái chén thánh là chưa đủ. Đấy, con Heaven Bomber của nó bắn liên tục luôn kìa. Đấy nha. Ui, nó dồn đồ cho Heaven Bomber ạ. Thằng này chơi God Goblin nhưng mà dồn cho Heaven Bomber cơ, không phải là dồn cho Kalon. Vì nó thấy là Kalon là bắn với cả 9 Warrior là không ăn được đúng không? Bị phản đúng không? Đấy, nó dồn đồ cho con Goblin, con Heaven Bomber chứ đi. Thế chứ đi. Quên mất, vừa nãy chúng ta lại rèn mất cái quả cầu rồi anh em ạ. Tôi không để ý là có cái thằng này. Tôi không thấy ai chơi mết cả nên tôi không lấy cái quả cầu. Cầu vực thẳm bây giờ bị rèn mất rồi. Là không có cầu vực thẳm để chơi nữa đâu. Giờ Doom vẫn đang gánh đó. Đây rồi, 9 Warrior đây rồi. Thằng này nó lên 10 nó mới ép 9 Warrior. Nhưng mà tôi ăn là cái chắc. Tôi có khả năng hồi máu mạnh lắm. Thằng này nó làm gì có khả năng hồi máu đâu. Tôi kẹp thêm một con đắt lét vào cực kỳ khỏe luôn. Ok, đi luôn. Cái tội nhây này. Unicorn này cho vào hồi máu anh em ạ. Tôi nghĩ là con Unicorn này cần đấy. Được rồi. Mày quá, xử lý kịp anh em ạ. Quả vừa rồi full hàng chờ cứ tưởng toang. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đã có là hai con ốc 2 sao à. Thiếu 3 con nữa thôi. Tôi gặp lại bọn God Goblin rồi này anh em này. Nhưng mà bây giờ tôi có khả năng hồi máu đến từ con Unicorn. Có khả năng hồi máu rồi. Thắng được không? Vẫn không thắng được anh em ạ. Con Heaven Bomber kìa, nhìn kìa. Ui, vãi đái thật. Kiểu tên lửa siêu thanh bắn liên tục luôn. Không có cách nào giết được. Con này nó không bị Doom anh em ạ. Vấn đề là cái con này ấy, nó một sao thì à một tiền thì nó không hiểu Doom cái kiểu gì luôn. Khi là phải cho thêm hồi máu vào. Hay bỏ ốc ra nhỉ. Trận này cái con ốc có vẻ nó đang hơi bị đuối anh em ạ. Con ốc bây giờ nó không có tác dụng gì cả. Nó ra đằng sau nó đấm được mấy cái rồi nó lăn ra chết thôi. Vì cái bọn này nó giáp nó to lắm. Cái bọn Goblin này giáp nó to nên là cái con ốc này nó đánh nó cũng chả xi nhê gì cả. Tức là đang phế ấy, anh em. Nó chính xác là đang phế. Bây giờ cần có khi là cho thêm con hồi máu vào, cho thêm một con đắt lét hay là cho cái con zipper ấy, nó cũng có thể hồi máu được. Không ăn được. Hay vẫn mơ nó bắn cháy quá anh em ạ. Ăn được không? Ui là này ăn được rồi. Hay quá. Cứ hồi máu là ăn được, cắt chuỗi được rồi này. Được đấy. Ừ,
lại 50 tiền roll. Trận này có khi thôi không lên 10 nữa anh em ạ, đánh ở 9 thôi, roll hết cái đống tiền này đánh ở 9 thôi. Giờ làm nào để ra con ốc bà tự ra đi nhá. Ra con ốc bà đắt lét 3. Ốc bà đắt lét 3 đánh ở 9 luôn được mà, đúng không? Không phải lên 10. Đủ slot rồi. Lên 10 thì chỉ có kẹp thêm con Zipper vào thôi. Sao Ripper để hồi thêm máu. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp mà con Zipper lên được 2 sao, khả năng là tôi sẽ chơi con Zipper. Khi mà ốc chưa lên được 3 thì thay con ốc ra anh em ạ. Con ốc cũng đang hơi phế, không có tác dụng gì lắm. Thuyền trưởng mà lên được 2 sao thì khả năng sẽ là thay cho con Ách. Con Ách bây giờ chưa chắc đã lên được 3 đâu. Nhìn thì thế thôi nhưng mà level 9 để roll 1 tiền khó ra lắm. Ốc này, ui còn 2 con nữa thôi. Nhanh nào. Ốc vừa ra đi, còn 2 con nữa thôi. Hết tiền đống này luôn nhá anh em nhá. Zipper này. Ui Zipper lên được 2 sao à. Zipper lên được 2 sao thì thay ốc vậy. Tạm thời. Ốc bao giờ lên được 3 cho vào anh em ạ. Rồi tạm thời thế đã. Ăn nổi không? Bây giờ là 3 con hồi màu đó. Rất trâu đó. Ủa Heaven Bomber 3 sao bắn đau thật sự luôn đấy. Anh em nhìn kìa, tên lửa bắn gần như là chết. Chúng nếu mà chúng 3 quả tên lửa là chết luôn. Ui God Goblin nó mạnh quá anh em ơi. Thế với cả nó có chống Doom rồi anh em ạ. Cái con này nó có cái giáp chống Doom, nó không sợ Doom đâu. Ốc mãi không lên được 3 này. Mà lên được 3 thì chắc cũng chết. Sống làm sao nổi cái quả tia lửa ở đây. Không nuôi được con này đó. Hỏng rồi, chẳng nhẽ lại thua. Đặt hết lên được 3 may gian. Đan Lét có khả năng hồi màu ăn được. Cố lên nào. Thằng này là 6 Goblin, 6 Mech kết hợp với cả God rồi đó. Căng thế nhở. Heaven Bomber là bắn trưởng liên tục kìa. Mà thế nào là không bao giờ Doom trúng được con đấy luôn nhá. Anh em thấy không? Tất nhiên là kể cả Doom trúng thì nó vẫn sẽ giải được bởi cái có cái giáp. Nhưng mà cái vấn đề là nó vẫn không bao giờ Doom trúng được vào cái con Heaven Bomber cơ anh em ạ. Điêu thật. Giáp giải thì nó vẫn sẽ phải có cái ký hiệu ở dưới chân ấy, là cái hình Doom ấy. Mà đây nó không bao giờ Doom vào con đấy luôn. Khó chịu thật đấy. Đánh vẫn thua. Hay là phải tăng cường hồi máu nhỉ. Bây giờ thôi chỉ hy vọng nó đắt led 3 sao thôi anh em ạ. Đắt led 3 sao vào xong rồi ốc 3. Ốc 3 nữa. Khó nhỉ. God Goblin bá thật đấy. Được không? Quét mức đẹp rồi. Quét mức đẹp nhưng mà Doom thì chán quá đi mất thôi. À được. Lần này combo đẹp này. Doom được Heaven Bomber không bắn được trưởng rồi. Hay quá. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Ui giời ơi. Cứ kiểu này chán thật đấy. Không lên được luôn.
Mỗi con còn một con mà không ra. Bây giờ chỉ có tự ra thôi chứ rôn nó cũng chả còn tiền mà mua ấy. Hết sạch tiền rồi. Đối thủ thì không phải là lúc nào cũng có thể là thua được đâu. Cái round trước là chúng ta thắng là bởi vì chúng ta may mắn đấy anh em. Tôi nghĩ là như thế. Con Heaven Bomber của nó chúng bà cháy quá. Nhưng mà nó lại còn có cả đồ đánh tay cơ anh em ạ. Đánh tay nó dồn cho máy bay. Đồ đánh tay dồn cho máy bay. Tức là nó vừa bắn trưởng nó vừa đánh tay luôn. Thế mới khó chơi. Chứ kể ra mà nó chỉ có bắn trưởng không ấy thì có thể là chuyển sang 6 cá cũng ok. Nhưng mà cái bộ Goblin này nó có phải thế đâu. Đánh tay nó cũng ác cơ. Từ con ca lông đến con máy bay. Mà nó lấy đồ ấy, chủ yếu là đồ đánh tay. Nhưng mà nó lại khó chịu bởi cái con Heaven Bomber này này. Mấy cái đồ cam với đồ tím nó lấy đồ đánh tay hết đấy chứ. Nhưng mà mấy cái đồ mà vớ vẩn rẻ rách nó vứt cho Heaven Bomber. Nhưng mà nó lại là cái con khó chịu với tôi. Thực sự rất khó chịu luôn đấy. Thế mới cay. Toàn mấy cái đồ xanh lá với đồ xanh dương với cả đồ trắng. Thế mà nó làm cho mình cực kỳ khó chịu luôn. Chưa có giải pháp là ăn được cái con Heaven Bomber là sao đây này. Đánh sắp đi thôi, rao sau vẫn đi luôn. Lọt rao sau chỉ cần lọt tầm 4 con thôi là đi. Bởi vì nó toàn 2 sao với 3 sao. Khó nhỉ. Bây giờ tôi không có cái quả cầu vực thẳm ấy. Chứ còn có cầu vực thẳm thì có khi là rao. Bây giờ chúng ta là đang ngon rồi. Tao sau là có thể là chúng ta... Ơ! Không có gì để nói nữa anh em ạ. Chân con nhà bà mệnh rồi anh em ơi. Ơi rồi ơi. Nó lại ra, nó lại đúng anh em ạ. Nó ra đúng chứ nó không sai. Trời ơi, thế này thì là có cửa. Ui rồi ngon quá luôn ý. Hai món đều kháng phép. Quá tuyệt vời. Một đồ cam nữa này. Xem nào. Lấy cái này đi. Rồi. Quá tuyệt vời luôn. Anh em bảo ăn không? Anh em có bảo ăn được không? Úi dồi ôi, con máy bay tự chết kìa. Đương nhiên rồi, chúng ta đang là 9 warrior. Và bây giờ chúng ta có cầu vực thảm. Chúng ta sẽ không ngán một con Heaven Bomber. Mặc dù nó là tên hửa bắn liên tục luôn. Bắn đi. Ui cục căng đấy, cục căng đấy. Ui thôi chết rồi, vẫn thua. Chưa chắc. Chưa chắc. Chưa chắc, trâu lắm, trâu lắm. Rồi. Chiến được anh em ơi. Ui rồi ui, thế là cái trò chơi này là nó kết thúc rồi. Nhưng mà cái con ốc còn chưa lên được 3. Anh em Nguyễn Bảo Hưng ơi. Ông ơi. Ông ơi, ôi rồi ốc chưa lên được 3. Thề. Quả này tôi cũng không thể cho cái con ốc 2 sao vào được đâu anh em ạ. Cho ốc 2 sao ở round này là chúng ta đi luôn, top 2. Rất là đáng tiếc. Đó, rồi con ốc nó không tự ra nha anh em nhá. Chứ còn không phải là tôi không làm đâu. Đấy, tôi có làm nhưng mà nó có ra đâu. Thôi anh em Nguyễn Bá Hưng phải thông cảm thôi. Quả này. Rồi. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Đắt led thì khỏe lắm anh em ạ. Khả năng hồi máu là vô địch. Rồi. Máy bay này con đi đầu tiên kìa đã. Nào. Ôi giời. Đắt led này được 3 sao cái khác biệt ngay. Ôi giời. Được không anh em? Tất nhiên là được rồi. Quả không ra là cái món đồ mà cầu vực thẳm là có khi là top 2 đấy. May thế chứ đi. Không hiểu sao cái món đấy tôi rèn rồi nhưng mà nó lại tự rơi ra ở cái đao quái anh em ạ. Trời ơi, ông trời thương kẻ bất lương sao. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi.